Lên thì ông nó lấy ra phết chưa? Đảo mà từ đây ra đúng bùng binh cầu Giò Hai ấy mà lấy 150 cơ mà có hai trọng quyền đấy quá. Không thì đó cũng là một chuyến thử thôi. Không có đâu. Mình chở được cái gì thì mình chở. Vâng, vì mình lấy đất của khách cũng dở. Khách cũng mình dở. Bảo như thế thì người ta bảo mày phải sắp xếp xe ô cho mày chứ còn. Xem mà việc thì em mua của ông mình được. Ông mình nghĩ mình vẫn còn ship nhưng mà cái khoản nhỏ thì mình tự ship để nó giảm chi phí. Cái lan này ấy, cháu chỉ dám lấy cho ta đến tầm 70 thôi. Thế thôi. Người ta nghe đấy nó hợp lý mà mình coi như gần như là mình chỉ tính công đi thôi chứ mình không. Cái chậu lan này mà lấy 100 nó khó rồi mà bọn nó lấy 150 rồi thì chết. Ý là nhẹ thật chứ nó phải lấy xe ôm kia nó phải. Nhưng năm nay lại cũng đói. Năm nay lại ít khách hơn hẳn thôi chứ. Thế nên nó lại càng phải chém mạnh để nó bù. Đây anh em. Đâu rồi? Đang quay à? Quay đi, đã quay cho to này. Đi trọng cả hai. Còn ở dưới cuối năm mình đi khám khớp là rõ đấy, nó vật lên 150 chỉ tập trung set up bên kia để cho nào cũng chụp đây. Vâng, gần xong chụp cẩn trương luôn, đèn điếc cần cắm ra tôi mừng luôn. Có đèn em đợi nó xong luôn.